Một trong những vết nhơ của lịch sử loài người là việc đẩy người bản địa khỏi chính vùng đất của họ. Và những tộc người châu Mỹ bản địa là một trong những nạn nhân như vậy. Trong nhiều thế kỷ liên tiếp, người châu Âu đã từng cướp đoạt đất đai, tài nguyên bằng nhiều cách. Từ sử dụng vũ lực gây ra những cuộc chiến tranh cho đến áp đặt những bộ luật khiến họ phải co cụm trong những khu vực cằn cỗi. Hiện nay, trên lãnh thổ Hoa Kỳ còn tồn tại những vùng đất rất đặc biệt dành cho những bộ tộc bản địa, được gọi là biệt khu dành cho châu Mỹ bản địa. Vậy những biệt khu này có gì đặc biệt? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Những người châu Mỹ bản địa, họ là ai? Theo tờ Oregon State, để xác định nguồn gốc của người châu Mỹ bản địa ngày nay, các chuyên gia đang nghiên cứu trình tự bộ gen của con người hiện đại từ châu Mỹ, vùng Siberia và châu Đại Dương cùng những mẫu vật thu được từ người cổ đại. Sau quá trình phân tích từ dữ liệu di truyền cổ xưa và hiện đại, những nhà nghiên cứu phát hiện tổ tiên ngày nay của người châu Mỹ bản địa đã tiến vào châu lục này từ Siberia, từ eo biển Bering, rồi sau đó tỏa đi khắp châu Mỹ. Và quá trình này diễn ra cách ngày nay hơn 23.000 năm. Sau đó, làn sóng này chia làm hai nhóm người cổ là Athabascans và Amerindians. Sau khi tách ra, các nhóm người Athabascans đã tản ra khắp Bắc Mỹ. Trong khi đó, nhóm người Amerindians tiếp tục tiến về Nam Mỹ theo con đường dọc bờ Thái Bình Dương. Hiện nay, theo thống kê, người châu Mỹ bản địa có khoảng hơn 40 bộ tộc. Mỗi bộ tộc lại sử dụng ngôn ngữ khác nhau. Trong đó, đông nhất là các tộc người Cherokee, Apache, Navajo, Choctaw. Nhiều học giả ước tính rằng, trước khi các nhà hàng hải châu Âu tìm ra châu Mỹ, trên khắp tân thế giới đã có khoảng 50 triệu người bản địa sinh sống. Trong đó khoảng 10 triệu người sống trên vùng lãnh thổ của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ ngày nay. Trong nhiều thế kỷ, những bộ tộc bản địa đã tổ chức thành các cộng đồng riêng. Họ sinh sống bằng nghề nông, trồng các loại cây như ngô, đậu, khoai và săn bắn động vật để lấy da, thịt. Người bản địa coi thiên nhiên là món quà của Thượng Đế và luôn quan niệm mình cần phải tôn kính và quý trọng thiên nhiên. Ở một số vùng, đặc biệt là khu vực Trung và Nam Mỹ, các bộ tộc đã phát triển thành những nền văn minh rực rỡ. Tiêu biểu nhất là văn minh Mayas, văn minh Incas, văn minh Aztecs. Tại đây, họ xây dựng những công trình hoành tráng như các kim tự tháp, sáng lập các hành lang có quy mô rất đồ sộ, các thành tựu khoa học như kiến trúc, thiên văn, toán học, y học, điêu khắc, chữ viết, âm nhạc cũng không hề thua kém bất cứ nền văn minh nào trên thế giới. Tuy nhiên, sau đó cuộc sống của họ đã thay đổi hoàn toàn. Vậy cuộc sống của người châu Mỹ đã thay đổi ra sao? Những bộ tộc bản địa đã có một cuộc sống yên bình trong một khoảng thời gian rất dài. Tuy nhiên, trong thời kỳ bùng nổ của những cuộc phát kiến địa lý, cuộc sống yên bình của họ đã kết thúc khi những nhà hàng hải châu Âu đã đến châu Mỹ, khởi đầu là việc Christopher Columbus phát hiện ra tân thế giới vào cuối thế kỷ thứ 15. Trong những ngày đầu đến vùng đất lạ, những người châu Âu vẫn sống hòa bình với người bản địa xung quanh. Tuy nhiên, họ đã vô tình mang theo những mầm bệnh của thế giới văn minh như đậu mùa, cúm, sởi, dịch hạch. Do hệ miễn dịch của người bản địa khi ấy chưa từng tiếp xúc với những mầm bệnh trên, nên đã có hàng ngàn người tử vong. Không những vậy, bộ tộc người bản địa còn mắc phải một căn bệnh bí ẩn gọi là Kokolisli, với các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, chóng mặt, lị. Theo ước tính, đã có hàng chục triệu người, tương đương gần 80% dân số bản địa, phải bỏ mạng trong giai đoạn từ năm 1554 đến năm 1550. Không những mang theo dịch bệnh, những người châu Âu còn mang đến đây chiến tranh khi họ gây ra những cuộc chiến dài dẳng với các bộ tộc, kéo dài từ thế kỷ thứ 17 đến cuối thế kỷ thứ 19, với mục đích chiếm đất đai, khai thác tài nguyên. Từ đây dẫn tới những cuộc càn quét, tàn sát trên diện rộng, hàng triệu người đã phải bỏ mạng. Nhiều sử gia cho rằng, việc sát hại những người dân châu Mỹ bản địa qua nhiều chiến dịch dài dẳng, kéo dài hàng thế hệ như vậy là một hành động diệt chủng khổng lồ nhất trong lịch sử nhân loại. Các bộ tộc còn sót lại phải co cụm ở những nơi cằn cỗi, nhìn những vùng đất mà tổ tiên mình gây dựng bị người châu Âu cướp trắng. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, hiện nay trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ còn khoảng 1% người châu Mỹ bản địa sinh sống. Mặc dù không nhiều, nhưng họ luôn tự hào về nguồn gốc cũng như lưu giữ những tập tục cổ xưa. Và để tránh các xung đột về lợi ích, nên chính phủ Hoa Kỳ qua nhiều thời kỳ đã cho ra đời các biệt khu người châu Mỹ bản địa. Xung đột giữa người bản địa và người di dân châu Âu diễn ra ngay từ thuở đầu vì bất đồng khái niệm đất đai. Người bản địa thì coi sông núi là của chung, trong khi luật pháp châu Âu thì đặt ưu tiên vào quyền tư hữu, khiến hai nhóm dân luôn có xung đột dẫn đến bạo động. Từ lúc lập quốc, chính phủ Hoa Kỳ không coi các bộ tộc bản địa là công dân nên chỉ bảo vệ quyền lợi của người gốc Âu. Khi người dân châu Âu tiến về miền Nam thì quan hệ giữa nhóm người này và các dân tộc bản địa ngày càng tồi tệ. Bộ tộc nào chống cự hay phản đối người châu Âu khai phá đều bị quân đội đánh dẹp.
để giải quyết xung đột năm 1851, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật tái định cư thổ dân châu Mỹ. Theo đó, chính phủ liên bang lập một khu dành riêng cho các bộ tộc ở Oklahoma. Các bộ tộc bất cứ ở đâu trên lãnh thổ Hoa Kỳ, nếu không muốn hội nhập thì phải di cư đến Oklahoma. Vùng đất đó lúc bấy giờ chưa bao giờ là tiểu bang, mà chỉ là lãnh thổ phụ thuộc. Vào cuối thập niên 1860, Ulysses S. Grant triển khai chính sách hòa bình để tránh xung đột với các bộ tộc. Chính phủ đã lập ra cơ quan đặc trách người bản địa để chuyển họ đến những vùng đất riêng biệt. Chính phủ còn kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo tham gia truyền giảng Kitô giáo cho người bản địa như một cách khai hóa để những bộ tộc giảm phần chống đối. Tuy nhiên, chính sách này bị cả người gốc Âu và người bản địa phản đối. Đối với những người Âu, họ cho rằng các khu dành riêng cho người bản địa là quá lớn, cần phải thu hẹp lại. Còn người bản địa họ phản đối các chính sách truyền bá về tôn giáo của chính phủ Hoa Kỳ. Trong quá trình thực thi việc chuyển người bản địa vào các khu định cư, nhiều bộ lạc đã không chấp hành mệnh lệnh. Sau đó, chính phủ phải điều quân đội đến gây khó dễ và làm áp lực. Từ đây, bạo động bùng nổ, những cuộc giết chóc nổ ra như chiến tranh Sioux hay chiến tranh Nez Perce. Đến cuối thập niên 1870, chính sách hòa bình coi như thất bại, máu người bản địa vẫn đổ. Năm 1877, Tổng thống Rutherford buộc phải thôi không ép người dân bản địa vào những vùng đất cũ nữa. Cho đến năm 1882 thì các tổ chức tôn giáo cũng rút khỏi các cơ quan đặc trách. Năm 1887, Quốc hội Hoa Kỳ thay đổi chính sách về biệt khu, thông qua đạo luật Dawes. Thay vì cấp đất chung cho cả bộ lạc, thì nay chỉ cấp đất cho từng cá nhân thuộc một bộ lạc nào được công nhận. Đạo luật này được duy trì đến năm 1934 thì ngừng và thay thế bởi đạo luật mới mang tên đạo luật Howard-Wheeler. Đạo luật này đặt ra các quyền lợi mới cho người bản địa, đảo ngược một số chính sách từ hữu hóa trước kia, khuyến khích phân định chủ quyền và điều hành đất đai. Đạo luật cho phép giao đất cho các cá nhân người bản địa và giảm việc giao đất quá nhiều cho người ngoài. Sau khi bộ luật này được thông qua, chính quyền Hoa Kỳ đã đầu tư cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, chấm dứt các biện pháp đồng hóa về tôn giáo, văn hóa đối với những bộ lạc này. Từ đây, những biệt khu dành cho người bản địa mới dần ổn định và các bộ tộc chống đối cũng giảm đi đáng kể. Việc lập ra các biệt khu khiến lãnh thổ của các bộ tộc đã bị giảm xuống. Về mặt pháp luật, mỗi biệt khu lại duy trì một bộ luật khác nhau, nên có thể không ăn khớp với luật của các tiểu bang. Tuy nhiên, ở một số bang, chính quyền cũng thiết lập các quy định ràng buộc họ và một số điều luật của tiểu bang và cơ quan có thẩm quyền. Trước tiên là quân đội và sau đó là cục BIA. Vì khác biệt nên họ có quyền tài phán đối với quy hoạch và phân vùng sử dụng đất. Ngoài ra, họ có thẩm quyền tuyệt đối với các hình thức phát triển kinh tế như nông nghiệp, du lịch và kinh doanh sòng bạc. Trong đó, kinh doanh sòng bạc được cho là cứu cánh cho một số biệt khu. Vào cuối thập niên 1970, bộ tộc Seminole tại tiểu bang Florida đã mở một trung tâm chơi bingo, một trò chơi đánh số may rủi. Khi đó, Florida và một số tiểu bang khác đã cấm hoàn toàn các hoạt động bài bạc. Nhưng chính quyền tiểu bang không thể làm gì với trung tâm trên. Điều này đã tạo tiền lệ cho các biệt khu khác mở sòng bạc ngay trên những tiểu bang cấm đánh bạc. Ngày nay, kinh doanh sòng bạc đã trở thành ngành công nghiệp hái ra tiền ở các biệt khu. Tổng lợi nhuận ước tính khoảng 30 triệu USD một năm. Các công ty ở bên ngoài nếu muốn mở sòng bạc trong khu đất của họ thì phải thực thi nhiều nghĩa vụ đối với bộ lạc. Ví dụ như với mỗi một đồng khách hàng bỏ ra chơi, sòng bạc sẽ phải trả cho bộ lạc từ 0,2 đến 0,3 đồng. Công ty quản lý cũng phải cam kết bảo vệ môi trường và thuê những người bản địa làm nhân viên. Nhìn chung, mức sống của người dân trong một số biệt khu còn khá thấp, nhiều nơi tương đương với các nước chậm phát triển. Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh cao, tuổi thọ thấp, dinh dưỡng kém và ít được hưởng các thành tựu tiến bộ trong ngành y tế, giáo dục. Cho đến nay, trên lãnh thổ Hoa Kỳ có khoảng 574 bộ lạc bản địa được công nhận và họ quản lý 326 biệt khu. Các biệt khu này nằm rải rác từ đông sang tây Hoa Kỳ, nhưng phần lớn tập trung ở miền Tây, sông Mississippi. Tổng diện tích đất của các biệt khu là 227.000 km2, chiếm xấp xỉ 2,3% diện tích của Hoa Kỳ. Trong đó, biệt khu Navajo hay Navajo Nation là biệt khu có diện tích lớn nhất với diện tích 71.000 km2. Navajo hay còn được gọi là Navajo Land, biệt khu này chiếm một phần ở phía đông bắc của tiểu bang Arizona, một phần phía tây bắc của tiểu bang New Mexico và một phần phía đông nam của tiểu bang Utah. Theo các nhà sử học, bộ tộc người Navajo đã định cư lâu đời tại châu Mỹ. Người Navajo đã có một cuộc sống yên bình cho tới khi các cư dân khác xuất hiện, làm xáo trộn toàn bộ cục diện. Năm 1864, bộ tộc Navajo bị buộc phải rời khỏi vùng đất của họ bởi sự xung đột của nhóm người định cư từ châu Âu. Tới năm 1923, một chính phủ đã ra đời nhằm đáp ứng mong muốn của các công ty dầu mỏ Hoa Kỳ khi họ muốn thuê đất của người Navajo để thăm dò, đồng thời cũng để bảo vệ những cư dân còn lại. Nhờ vậy mà biệt khu Navajo đã được thành lập. Người đứng đầu biệt khu là tổng thống người bản địa, đóng vai trò như một thủ lĩnh bộ lạc.
điều hành và đưa ra những chính sách phù hợp về kinh tế, giáo dục, xã hội. Dưới tổng thống có phó tổng thống, hai chức danh này được bầu 4 năm một lần. Theo một thống kê chưa đầy đủ thì dân số của biệt khu này là khoảng 400.000 người. Về bộ máy quản lý, Navajo là một chính phủ hoàn chỉnh, gồm các văn phòng điều hành, một viện lập pháp và một hệ thống tư pháp. Nhưng chính phủ Liên bang Hoa Kỳ tiếp tục tham gia vào tất cả các khía cạnh. Hệ thống hành pháp ban hành thực thi pháp luật và có trách nhiệm trong dịch vụ xã hội, dịch vụ sức khỏe và giáo dục. Hiện nay, Window Rock là nơi đặt các cơ quan quan trọng như Ban An toàn Công cộng, Sở Cảnh sát Window Rock, Văn phòng Phát triển Cộng đồng, Cơ quan Viễn thông và Tiện ích Quốc gia, Cục Cá và Động vật Hoàng giã, Văn phòng Bảo tồn Di sản và Lịch sử, Tòa án Bộ lạc, Tòa án Tối cao, Phòng họp Hội đồng, Văn phòng Tổng thống và Phó Tổng thống. Ngoài ra còn có các chi nhánh của các công ty Hoa Kỳ như H&R Block, McDonald's, Bank of America, Wells Fargo. Cùng với đó là một số công ty của người bản địa có sự tham gia đầu tư của các tập đoàn Hoa Kỳ. Giống như các quốc gia tự trị khác trên thế giới, biệt khu này không thể tham gia vào quan hệ ngoại giao với các nước ngoài, tham gia chiến tranh hay phát hành tiền tệ riêng. Navajo có một văn phòng đại diện ở Washington DC. Văn phòng này có phần giống đại sứ quán hơn vì nó phục vụ việc nêu ý kiến và đàm phán ngoại giao giữa Navajo và Nhà Trắng. Về kinh tế, biệt khu Navajo là một trong những biệt khu phát triển nhất ở Hoa Kỳ. Thu nhập bình quân đầu người ở đây đạt khoảng 20.000 USD. Tuy nhiên, khoảng 40% dân số rơi vào cảnh thất nghiệp, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19. Cho đến nay, khoảng 36% dân số là hộ nghèo và 1/3 người dân luôn sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Từ lâu, những người sống trong biệt khu Navajo đã dựa vào chăn nuôi cừu và dê làm nguồn sống. Sau đó, họ chế biến lông thành len, sợi, dệt chăn, thảm, cũng như chế tác đồ trang sức. Ngoài ra, họ cũng tham gia vào các công ty khai thác khoáng sản như than, uranium, đặc biệt là dầu khí. Cùng với đó, quỹ đất đai của các bộ lạc được cho các cá nhân thuê với nhiều mục đích cụ thể, chẳng hạn như xây dựng nhà cửa hoặc mở các cửa hàng, khách sạn. Mặc dù nằm trên một vùng đất khắc nghiệt, nhưng bù lại, biệt khu Navajo lại sở hữu nhiều kỳ quan vĩ đại. Vì vậy, du lịch là một ngành quan trọng đối với người dân Navajo. Hiện nay, một số công ty du lịch đã tổ chức các tour đưa du khách đến tham quan, trải nghiệm thiên nhiên và cuộc sống văn hóa của những bộ lạc bản địa trong khu vực này. Một số địa điểm thu hút khách có thể kể tới như Thung lũng Monument. Đây là một khu vực lớn bao gồm nhiều khu vực nằm xung quanh biệt khu Navajo. Đặc điểm của thung lũng này là có một nhóm mô đá sa thạch to lớn, nhô lên cao với nhiều hình dạng. Mô lớn nhất nhô lên khỏi đáy thung lũng, cao khoảng 300m. Tiếp đến là hẻm núi Antelope hay hẻm núi Linh Dương. Hẻm núi này không thuộc hệ thống công viên quốc gia Hoa Kỳ, mà thuộc sự quản lý của các bộ lạc thổ dân da đỏ Navajo. Nơi đây được mở ra để chào đón du khách từ năm 1997. Sở dĩ nó có tên là hẻm núi Linh Dương bởi trước đây có rất nhiều linh dương sinh sống ở khu vực này. Cuối cùng là Antelope Canyon, được chia làm hai khu vực, Antelope Thượng và Antelope Hạ. Mỗi khu đều có vẻ đẹp riêng. Tuy nhiên, du khách không thể tự khám phá khu vực này mà phải mua tour của người Navajo thông qua các công ty du lịch địa phương. Có sẽ đưa đón và hướng dẫn viên hướng dẫn vào tham quan. Nguyên nhân là hẻm núi này rất đẹp, có nhiều đoạn tối, nếu không có người dân dẫn đường, du khách rất dễ bị ngã. Thỉnh thoảng khe núi còn bị nước sông tràn vào, gây ngập sâu hoặc có thể có lũ quét bất ngờ, nên rất nguy hiểm nếu du khách đi một mình. Nhìn chung, trong tương lai không biết số phận của những bộ lạc bản địa sẽ đi về đâu. Tuy nhiên, chúng ta cùng hy vọng họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn từng ngày và hy vọng họ sẽ hạnh phúc giống như tổ tiên của mình trước đây. Vừa rồi là những thông tin chúng mình tìm hiểu được về biệt khu của người châu Mỹ bản địa ở Hoa Kỳ. Các bạn thấy vùng đất này thế nào? Trong video tới, các bạn muốn chúng mình làm về chủ đề nào? Thì hãy để lại ý kiến của mình xuống phía bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại!